kiên định giúp người đàn ông duy trì sự sống trong 4 ngày bị cây đè. Ông Jonathan Seplecha, sống tại thành phố Red Wing Falls, bang Minnesota, Mỹ trong 4 ngày bị mắc kẹt do cây đè đã uống nước mưa, thiền định và trò chuyện trong tưởng tượng với các con để duy trì sự sống. Ông Jonathan Seplecha bị gãy chân sau khi cây đổ trúng. Ảnh Star Tribune. Được biết ngày 27 tháng 8, khi ông Jonathan Seplecha đang chặt cây ở ngọn đồi phía sau nhà, thì bị một cây sồi đè trúng. Sau khi bị đè, phần hông nạn nhân bị ép sát vào gốc cây. Ông có thể cử động cánh tay và vặn mình để ngồi dậy, nhưng chân trái đã gãy và bàn chân phải bị dập nát. Vì sống một mình, không có điện thoại để gọi cấp cứu, nên ông đã bị mắc kẹt 4 ngày dưới gốc cây sồi trong tình trạng gãy chân. Trong 4 ngày mắc kẹt, ông Jonathan Seplecha ăn thực vật, côn trùng xuất hiện trong tầm tay, uống mồ hôi, nước mưa vắt từ quần áo. Buổi đêm, ông trùm áo sơ mi qua đầu để ngăn côn trùng đốt. Đặc biệt để giữ tỉnh táo, ông đã cầu nguyện, thiền định và duy trì việc đếm nhẩm 5 phút, sau đó chuyển đổi số phút sang giờ và ngày. Ông cũng nghĩ ra cách theo dõi từ bình minh đến hoàng hôn để phân biệt ngày, đêm. Tất cả những điều đó giúp ông gạt bỏ nỗi hoảng loạn, duy trì sự sống. Ông Jonathan Seplecha là giáo viên, khi không thấy ông đến trường vào thứ 6 và thứ 2, người vợ cũ của ông đã cảm thấy lo lắng và chợt nhớ về chuyện ông đi chặt cây, trong rừng. Ngày 31 tháng 8, đội cứu hộ thuộc Sở Cứu Hỏa thành phố tìm thấy ông Seplecha Jonathan sau khi được báo ông không đến trường làm việc. Nhân viên cứu hộ mất gần 2 tiếng để di chuyển và đưa ông đến bệnh viện địa phương bằng máy bay. Hiện trường nơi ông Jonathan Seplecha gặp tai nạn và bị mắc kẹt. Ảnh, Shutterstock. Mark Farasin, phó cảnh sát trưởng đội cảnh sát quận Red Wing, cho biết khi đội cứu hộ đến nơi, Seplecha vẫn đang tỉnh táo. 9 trong số 10 lần chúng tôi nhận được cuộc gọi báo mất tích, trong khoảng thời gian dài như vậy, nạn nhân thường không qua khỏi. Chỉ người có tâm lý cực kỳ vững mới tồn tại được trong tình huống đó, phó cảnh sát Mark Farasin nói. Sau 2 cuộc phẫu thuật, hiện ông Jonathan Seplecha đang hồi phục. Các bác sĩ có thể cứu đôi chân của ông, nhưng một phần bàn chân phải có thể bị mất.